các bạn. Hôm nay chúng ta lại livestream, đã lâu lắm rồi. Mình hơn 2 tuần này nhỉ, mình không có livestream đến các bạn. Hôm nay với cái chủ đề livestream mới hôm nay là 10 cách để bạn có cái suy nghĩ vượt khỏi cái khuôn khổ. Đó. Và cái chủ đề này cũng bắt đầu cái chương trình livestream lại. Đó. Trước đây thì tuần nào các bạn thấy không, mình cũng hai livestream từ 2 đến 3 lần, nhưng mà 2 tuần liên tục việc quá bận nên không thể livestream được, nên hôm nay mới bắt đầu livestream lại. Và đúng rồi bạn Tường Thế Tuấn, đúng rồi, lâu lắm bây giờ hôm nay mới livestream lại Tuấn ơi. Và bây giờ cái thủ tục đầu tiên thì chúng ta chào nhau đi, chúng ta chào nhau, chúng ta làm quen nhau. Bạn Trần Hữu Tài, chào bạn Trần Hữu Tài, chào bạn Trương Anh Khôi. Chúng ta thứ nhất là chúng ta chào nhau, cái thứ hai là các bạn giới thiệu họ tên của mình. Đúng rồi Trương, lâu rồi không có live stream, hôm nay mới live stream được, bận quá, việc quá bận đi. Cái thứ ba là các bạn giới thiệu là bạn hiện tại đang ở cái khu vực nào ở trên mọi miền đất nước, ở cái tỉnh nào đó. Và thứ năm nữa là các bạn giới thiệu các bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì, ngành nghề gì, để mọi người làm quen với nhau. Đã quá lâu rồi mình mới có dịp mình live stream lại, hơn 2 tuần rồi nhé. Cả một tuần vừa rồi mình có những cái chuyến đi ở phía Bắc rất là tuyệt vời. Mình mới vừa tối hôm qua, các bạn biết là 2 giờ tối mình mới có mặt ở Sài Gòn, có những cái ngày ở Hà Nội, ở Hải Phòng, rất là tuyệt vời. Chào bạn Trương Anh Khôi, chào bạn Trâm Đỗ, chào bạn Nguyễn Hữu Tài. Vâng, và chủ đề tối hôm nay các bạn giới thiệu về các bạn để mình biết, đặc biệt là các bạn giới thiệu các bạn đang ở vùng miền nào. Và tối nay chúng ta có cái chương trình học online đúng không? Cái chương trình của chúng ta cũng mất hết cả tiếng đồng hồ, ngã tư Bình Phước, Thủ Đức, rất là tuyệt vời. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình, biết đến Facebook của mình, thì chúng ta kết nối với nhau, làm quen với nhau, inbox vào Facebook của mình, các bạn comment lên trên này để chúng ta cùng biết. Và cái chủ đề tối nay nó cũng khá đặc biệt, nên các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Chia sẻ cái livestream về nhà các bạn, thứ nhất là để các bạn nhớ, cái thứ hai để lan tỏa nhiều người chúng ta cùng biết về nhau. Cái thứ ba là bạn sẽ giúp cho bạn bè của bạn, người thân của bạn biết đến những cái cách suy nghĩ vượt ra khỏi cái giới hạn này, để cái cuộc đời của chúng ta nó thay đổi ra. Chứ không chúng ta sẽ bị gì à? Chúng ta sẽ bị bó hẹp trong một cái khuôn khổ, người ta gọi là inner box. Chúng ta suy nghĩ trong những cái hộp. Bản chất cái công việc hàng ngày của chúng ta là nó hay bị ở trong cái hộp rồi, rồi cộng với cái suy nghĩ nó nằm trong hộp nữa, thì cái cuộc đời chúng ta nó rất là khó để chúng ta chia sẻ. Các bạn thấy phần lớn mọi người là như thế nào buổi tối, từ tối tới sáng là chúng ta ở trong cái hộp của mình, là cái nhà của mình. Cái nhà của mình là nó ở trong cái hộp, nó giống như cái hộp vậy đó, và nó là cái nhà của mình, là qua năm số tháng mà ở cái nhà đó. Rồi cái sáng thức dậy, bạn nào mà đi làm công nữa thì nữa, bắt đầu bạn di chuyển qua một cái con đường, các bạn chui vào cái hộp mới. Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều các bạn chui vào một cái hộp mới, mà cái hộp đó bạn ở đây cũng 5 năm, 10 năm rồi. Bạn hiểu chưa? Vậy là thế là hàng ngày chúng ta chỉ đảo hai cái hộp thôi. Cái hộp thứ nhất là hộp đi công việc, cái hộp hai là về nhà ngủ. Và chúng ta đi di chuyển đúng cái con đường đó để chúng ta thay đổi cái hộp thôi, thì nó làm cho khuôn khổ chúng ta nó bị giới hạn lại, và nó làm cho chúng ta không phát triển được. Đó là lý do mà nếu mà chúng ta đã lỡ ở bị dính trong hai cái hộp như vậy, thì chúng ta phải tập cho chúng ta có những cái suy nghĩ nó khác biệt ra. Và cái chủ đề hôm nay nói về cái điều này, và cái suy nghĩ chúng ta nó khác biệt thì nó sẽ dẫn đến hàng loạt những cái nó thay đổi sắp tới trong cuộc đời của các bạn. Bởi vì chúng ta sống không có nhiều, chúng ta có khoảng 60 năm đến 70 năm để chúng ta sống, nhưng mà phần lớn á, cái tuổi trẻ là chúng ta hứa nhiều hơn là chúng ta làm. Chúng ta hứa rằng chúng ta sẽ làm cái đó, nhưng mà thường thường những người hứa, hoặc là những người họ chờ, hoặc là những người họ hy vọng rằng họ sẽ làm được cái đó, thì phần lớn đó là sau này họ sẽ không bao giờ làm được. Những người đó họ luôn hối tiếc. Họ nghĩ rằng là tối về họ sẽ chơi với con cái, thì tối về năng lượng mệt rồi sẽ không chơi được với con cái. Họ nghĩ rằng họ có tiền rồi họ mới ra là họ làm kinh doanh, thì những người đó họ không bao giờ họ làm kinh doanh được, vì thực sự là chúng ta không có đủ tiền.
để chúng ta làm kinh doanh. Những người họ nghĩ rằng họ đủ kinh nghiệm, họ mới ra làm kinh doanh được, thì tất cả những người đó họ cũng không có làm được, và họ đã hứa với cuộc đời của họ rất là nhiều. Và đó là lý do mà họ không có thay đổi được. Tối hôm nay mình chia sẻ bạn cái chủ đề là bạn hãy suy nghĩ vượt qua khỏi những cái khuôn khổ đó thì chúng ta mới hành động được. Còn không thì chúng ta cứ bị giới hạn hoài. Và các bạn chờ đón xem cái chủ đề rất là đặc biệt này. Bước đầu tiên là các bạn giới thiệu về các bạn. Bước thứ hai là chúng ta cùng nhau gì ạ? Cùng nhau gì ạ các bạn ơi? Chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn. Hãy chia sẻ. Thứ nhất, nó giúp cho các bạn nhớ. Cái thứ hai, nó giúp cho người thân yêu của bạn, những người bạn của bạn, họ nghe được những cái suy nghĩ này, họ sẽ thay đổi và họ sẽ đột phá. Và cái thứ ba, bạn góp phần gieo những cái gì ạ? Những cái điều tốt đẹp đến cho xã hội thôi. Đó là lý do mà chúng ta cần phải làm cái điều này. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi vào chủ đề thì mình có một phút để mình quảng cáo về mình một chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Và hiện tại thì cái công việc mà mọi người biết mình nhiều nhất đó là mình có một cái trung tâm đào tạo chuyên về làm chủ doanh nghiệp. Mình chỉ giúp cho các bạn, chia sẻ cho bạn cái cách làm sao các bạn sở hữu doanh nghiệp thôi. Và cái đó là cái công việc của mình làm rất là nhiều năm nay rồi. Các bạn nào mà mong muốn tìm kiếm một cái kỹ năng nào đó để làm công giỏi hơn thì có lẽ là mình không có chia sẻ được. Và mình có được ba cái quyển sách này. Cái quyển sách thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn. Cái quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là Beyond the Way. Cái quyển Beyond the Way thì hiện tại đã bán ở bên Mỹ rồi. Cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi và Vượt Biển Lớn thì đang bán ở Việt Nam, ở các nhà sách đều có trên toàn quốc này. Nhưng mà tùy thuộc vào cái hệ thống phân phối, không biết là có lúc họ bán hết, lúc không. Bạn nào mà muốn sở hữu ba quyển sách này thì các bạn cứ việc inbox cho mình. Các bạn inbox cho mình họ tên, số điện thoại, địa chỉ thì mình sẽ giao đến cho các bạn khắp mọi miền đất nước. Và các bạn đã giới thiệu về các bạn chưa? Giới thiệu rõ ràng chưa? Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì chúng ta thông qua cái này, chúng ta biết về nhau, chúng ta làm quen nhau, chúng ta kết bạn với nhau. Nó sẽ vui và nó ý nghĩa hơn. Thông qua cái chương trình này. Ai chưa chia sẻ thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ. Cái cách xem live stream của mình là các bạn phải comment, các bạn phải chia sẻ. Thì các bạn mới có năng lượng được. Còn xem mà không chia sẻ, xem chỉ xem chay không thì rõ ràng là các bạn không có năng lượng, và các bạn cũng không thích chia sẻ với ai thì nó như thế nào mà nó làm cho bạn nó không có cái năng lượng và làm cho bạn nó suy nghĩ nó hẹp hơn thôi, chứ cũng không có cái gì. Và hồi nào các bạn nào chưa có quen chia sẻ thì tối nay chúng ta chia sẻ đi, tại vì tối hôm nay chúng ta chia sẻ về cái chủ đề gì vậy? Hãy suy nghĩ vượt ra khỏi cái khuôn khổ của mình và làm những việc mà hồi giờ mình chưa làm. Ok chưa? Vậy thì bây giờ các bạn có sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống, các bạn sẵn sàng. Comment xuống, đừng cứ ngồi xem không. Các bạn xem không thì các bạn sẽ như là các bạn sẽ không có cái năng lượng. Còn các bạn vừa làm, các bạn vừa comment, các bạn vừa viết comment thì tự nhiên các bạn rất là năng lượng. Và bây giờ mình kiểm tra trên máy mình chút xíu và thời sự xem bao nhiêu người chia sẻ rồi. Mình kiểm tra trên máy mình thì mới có 24 bạn chia sẻ mà gần 100 người xem rồi. Vậy còn rất là nhiều bạn chưa chia sẻ, mình không hiểu lý do vì sao. Cái thứ nhất, bạn hãy viết cho mình ngay hôm nay đi. Bạn viết cho mình, ghi vào. Số 1 là gì? Ghi vào. Hãy nhớ ghi vào. Phải comment, ghi vào. Thì các bạn mới nhớ ngay luôn. Hãy viết cho mình cái bản cáo phó đi. Xem như là còn một gì mình chuẩn bị nằm xuống lỗ đã lâu rồi. Chào bạn Nguyễn Tiến Nghĩa. Nghĩa Google. Vâng, chào bạn Nguyễn Cần, chào bạn Nguyễn Hồng. Xem như là ta chuẩn bị xuống lỗ rồi. Vậy thì chúng ta ngồi chúng ta viết cho mình một cái bản cáo phó. Vậy bây giờ mà bạn tại tối hôm nay mà đã nói là chia sẻ chủ đề là suy nghĩ vượt
suy nghĩ gì à, suy nghĩ vượt mọi cái giới hạn. Nên tối nay nhiều lúc các bạn nghe nó rất là mắc cười đúng không? Bây giờ chúng ta viết cho mình một cái bản cáo phó đi. Và nếu bây giờ mà các bạn quyết định ngồi viết cho mình một cái bản cáo phó thì các bạn cảm giác nó như thế nào? Thông thường có nhiều người họ đợi đến chết luôn, họ cũng chưa kịp viết cái này. Còn bây giờ chúng ta đang còn sống thì chúng ta ngồi chúng ta viết đi. Thì các bạn cảm giác nó như thế nào? Đó, bây giờ lấy viết ra và ngồi viết luôn, viết ngay bây giờ luôn, suy nghĩ nếu mà bây giờ mình mất đi thì mình viết lại cái bản cáo phó là mình viết cái quái gì nhỉ? Và chính cái suy nghĩ này nó làm cho các bạn sẽ tỉnh ra hơn. Tỉnh ra là sao ạ? Thực sự thì nó cái bản cáo phó nó cho vui chứ. Bạn Lâm Võ lâu ngày quá không nghe tiếng của thầy. Bạn Lâm Võ rất là tuyệt vời, chào ơn bạn, cảm ơn bạn Lâm Võ. Ok chưa? Nói bây giờ nó cái bản cáo phó cho vui thôi chứ bây giờ mà lại nói nó như vậy, chủ đề này hay nè mọi người. chào bạn nhà báo Đoàn Quy Lâm nhiều. Các bạn ngồi bây giờ mà các bạn viết cho mình một cái bản cáo phó thì các bạn thấy như thế nào? Bây giờ chúng ta viết cái gì nhỉ? Chẳng lẽ không có cái gì để viết nó dở hơi không thể tưởng. Còn nếu mà viết thì chúng ta viết cái gì đây? Thực sự thì nói bản cáo phó cho nó vui để cho các bạn sốc, chứ thực sự là chúng ta gì ạ? Chúng ta viết cái gì ạ? Viết cái những cái thành tích, những cái thành công, những cái gì đã qua mà chúng ta đã làm được trên đời này. Ý của mình là chỗ đó. Vậy thì bây giờ các bạn thử viết đi. Và các bạn thấy chúng ta có còn làm được gì không ạ? Không làm được cái gì hết. Và thấy chúng ta không làm được cái gì thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta phải cố gắng để chúng ta làm. Chúng ta khát khao chúng ta làm. Chúng ta không có còn ngồi giới hạn trong cái gì ạ? Trong cái khuôn khổ của mình nữa. Hồi nãy giờ có nhiều bạn comment là nói rằng là lâu nay chưa thấy mình live stream đúng rồi, mất hết 2 tuần rồi, mình không hiểu lịch gì mà nó bận ghê gớm, không có thời gian live stream. Tối hôm nay tranh thủ rảnh live stream, tối mai cũng bận rồi, tối mốt cũng bận rồi, tối thứ sáu này cũng bận mất tiêu các bạn ơi, không live stream được. Lúc này lớp đồ nhiều nó không live stream được. Đó. Nó là bây giờ mình quay lại cái chủ đề số 1 đúng không? Bây giờ viết cho chúng ta một bản cáo phó. Và các bạn thấy không? Chúng ta còn gì để chúng ta viết không? Chúng ta có gì để chúng ta viết ra nó không? Bạn nào mới vào sau thì nhớ chia sẻ. Thứ nhất là chia sẻ live stream, thứ hai là giới thiệu về họ tên của mình, lĩnh vực ngành nghề của mình nhé. Các bạn làm chung ra chỗ này chưa? Chúng ta ghi cái bản cáo phó thì chúng ta ghi gì? Thực sự là chúng ta ghi những cái thành tích. Chẳng lẽ chúng ta ghi những cái gì mình làm không được, những cái gì ông nội làm không được, những cái gì chẳng lẽ ghi những cái thất bại trong cuộc đời của mình nó dễ hơi kinh khủng. Và nếu mà bạn nào mà ngay bây giờ mà các bạn ghi những cái cáo phó này ra liền thì rõ ràng sao ngày mai bạn sẽ cố gắng bạn làm. Cái mà nó làm cho các bạn cố gắng làm là bạn bị giới hạn rất là nhiều thứ. Suy nghĩ trong cái hộp quá, sáng tối ngủ ở cái hộp này, sáng ngày chuyển sang đi có cái con đường đó, đi đúng cái cây xăng đó, chuyển sang cái hộp khác, và 3 năm nay bạn chuyển từ cái hộp này sang cái hộp khác, sáng ở cái hộp kia, chiều ở cái hộp này, sáng ở cái hộp kia, chiều ở cái hộp này, bạn cứ như vậy thì cuộc đời làm sao nó thay đổi được. Hãy cố gắng suy nghĩ táo bạo, mạnh bạo hơn, chắc chắn bạn không có cái chết đói đâu mà sợ. Bạn không bao giờ chết đói đâu. Nó là ngay bây giờ ngồi viết bản cáo phó ra. Trong bản cáo phó viết gì? Viết những cái thành tích chúng ta làm được từ xưa tới giờ nó là cái gì? Viết ra. Và viết những cái mà chúng ta ước ao, chúng ta mong muốn nhưng mà hồi giờ chưa làm được là cái gì? Viết ra. Và lúc đó khi mà bạn ngồi bạn viết ra vậy thì nó sẽ làm cho bạn gì? Nó làm cho bạn phải khát khao, bạn sẽ làm nhiều hơn. Bạn lao ra, bạn làm nhiều hơn để chúng ta thoát ra khỏi cái hộp của mình. Cái hộp hiện tại của mình nó đang bảo vệ các bạn quá kỹ đi. Mà cái hộp đó chính là cái gì? Chính là cái suy nghĩ của bạn. Chính cái suy nghĩ của bạn nó bó buộc các bạn kỹ quá. Nó giới hạn các bạn kỹ quá. Chính cái suy nghĩ này. Những cái quan điểm đóng kín nó đóng chúng ta. Và thế là nó nhốt cái cuộc đời của chúng ta lại ở trong đó. Cái phần mềm á, cái phần mềm trong cái đầu nó nhốt cuộc đời của chúng ta lại trong đó. Và chúng ta không có dám làm cái gì hết. Và chúng ta cứ quan điểm A, quan điểm B, nó mệt lắm. Và không những nó mệt, nó làm cho nhiều người khác mệt theo.
Đó là lý do mà các bạn cần phải viết ra cho mình một bản cáo phó. Bạn Thuận Phân, bạn nói bạn viết bản cáo phó rồi. Ok, bạn Thành Ngô. Ok chưa? Chào bạn Thành Ngô. Bạn nào mà chưa biết mình thì các bạn nhớ comment, nhớ làm quen với mình nhé. Rồi, vậy là vừa rồi mình chia sẻ cái số 1. Cái số 1 các bạn thấy có tuyệt vời không? Hay không? Các bạn comment xuống, các bạn học được cái bài học gì qua cái vừa rồi mình chia sẻ các bạn cái số 1. Comment xuống đi. Xem livestream của mình là phải comment liên tục. Các bạn comment liên tục để gì ạ? Để con người bạn nó năng lượng đi. Ý như là bạn tham gia, chứ mà bạn ngồi bạn cứ xem như vậy này, giống như cách mình đó, cứ xem này, xem hững hờ như vậy này, thì nó không có tham gia, và nó không tham gia thì nó làm cho bạn không có thú vị. Nên là các bạn cần phải tham gia vào. Bạn Nguyễn Minh Mẫn, bạn gõ cái dấu chấm nghĩa là sao nhỉ? Xem livestream mình đừng có cái dấu chấm. Cái dấu chấm nó chả có ý nghĩa hết. Một là bạn phải comment xuống là nó hay hay nó không hay hay nó tuyệt vời. Cái dấu chấm nó chả có cái ý nghĩa gì hết. Nó là chúng ta đừng có dùng cái dấu chấm. Chúng ta phải năng lượng, và chúng ta phải cần phải thay đổi, và phải tham gia vào. Phải comment, phải tham gia vào. Thì tự nhiên cái con người chúng ta nó mới hoạt động. Các bạn sẽ thấy bạn năng lượng liền. Và y như là và khi mà bạn comment vào, bạn thấy y như là bạn muốn tham gia vào cái việc đó vậy đó. Còn mà ngồi mà xem mà cứ ngồi im vậy, lừ vậy, nó chán kinh khủng như vậy, đi ngủ đi. Đi ngủ cho nó khỏe đi. Xem livestream như vậy nó không. Chấm vừa thôi, chấm nhiều quá nặng lắm bạn ơi. Ok, viết ra để phấn đấu. Vâng. Bạn Lê Thiên nói viết ra để phấn đấu, số 1 không giới hạn. Ok. Rồi, bây giờ số 2. Các bạn sẵn sàng số 2 chưa ạ? Mình sẽ ghi số 2 này. Số 2 là nên làm bất cứ cái gì, chúng ta hãy nên trao đổi với ít nhất 3 người. Làm bất cứ cái gì chúng ta nên trao đổi, tìm bạn bè và chúng ta trao đổi ít nhất 3 người. Mấy người các bạn? 3 người. Cái số 2, làm bất cứ việc gì thì các bạn cũng gì cũng nên trao đổi ít nhất mấy người, các bạn? 3 người. Để gì? Để nghe những cái người này nó như thế nào ạ? Những người này nó có ý kiến khác với mình. Đừng có tìm mấy người cứ lúc nào cũng thích mình, ủng hộ mình, không. Ý của mình là làm bất cứ cái việc gì cũng phải là tìm những người có ý kiến khác mình. Thì nếu mà các bạn nào có kiến thức DISC á các bạn không? Thì nó có nhóm D, chữ D các bạn, D. Rồi chữ Y, Y ngắn. S, S Sài Gòn á, C. Thì nếu là bạn người là người nhóm D thì bạn có thể là chia sẻ thảo luận với ba người còn lại là người nhóm A, người nhóm S, người nhóm C. Để gì ạ? Để cái cách của họ, các bạn biết không? Cái cách của họ, cái cách hỏi của họ nó làm cho mình rất là khó chịu. Và khi nó làm cho mình khó chịu đó thì cái điều đó nó rất là tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó giúp cho mình có những cái góc nhìn khác nhau. Nó giúp cho mình cái vấn đề của bạn, bạn nhìn theo cái hướng này thì cái người kia họ nhìn theo cái hướng này, nhưng mà cái người nọ thì họ nhìn theo cái hướng này, nhưng mà cái người khác họ nhìn ngược về sau lưng vậy. Các bạn có đầu ấy cho họ nhìn ngược sau lưng vậy, chứ không phải là lúc nào họ cũng nhìn theo cái kiểu như vậy. Bạn hiểu chưa? Và mỗi người một nhóm họ nhìn cái góc độ, thì các bạn ơi, bạn nhìn theo cái hướng này đúng không? Thằng kia nó nhìn theo cái hướng này, cái hướng bên tay trái của bạn này. Thằng nhỏ nọ nó nhìn cái hướng bên tay phải của các bạn, nhưng mà cái thằng kia nó nhìn cái hướng ngược lại ở đằng sau bạn luôn. Thì nó làm cho bạn gì? Một vấn đề, bạn nhìn như nào, bạn nhìn như thế nào, bao nhiêu độ. Một mình bạn á, bạn nhìn nó không có rộng bằng bốn người được, bằng ba người khác được. Nên đó là lý do mà bạn nhìn thế nào à? Ý kiến nhiều người mắc tính quyết đoán và năng lượng. Cái ông anh hai này thì lại là vấn đề nữa. Bạn nên nhớ một điều như vậy này, hãy nghe người khác góp ý, chứ không phải là bạn làm theo ý kiến của người khác. Hai cái việc đó là khác nhau. Hãy nghe người khác góp ý để hoàn thiện cái bản kế hoạch kinh doanh của mình, chứ đừng cứ để người khác làm cái bản kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của họ rồi bạn làm theo. Bạn anh ai, bạn hình dung ra điều này chưa này? Hãy có một cái góc nhìn rộng ra. Hãy một cái đầu, hãy mở ra và hãy học, chứ đừng có nói là đi nghe người khác. Các bạn nhung dung chưa? Đi nghe người khác mất quyết đoán. Cái ông là bảo thủ kinh khủng, những cái ông này là bảo thủ kinh khủng. Ông nào mà
làm vợ mấy cái ông này là mệt lắm nè. Cho các bạn biết là cái ý của một người làm sao mà cái ý nhiều người được. Các bạn có dùng ra điều này chưa? Nên là mình nhìn theo cái hướng này, thằng A nó nhìn theo cái hướng này, thằng B nó nhìn theo cái hướng này, thằng nọ nó nhìn đằng sau 360 độ, tuyệt vời. Và trên cái việc đó nó như thế nào, nó giúp cho chúng ta nó như thế nào bạn không? Nó giúp cho chúng ta như thế nào ạ? Để chúng ta ra một cái bảng nó tuyệt vời hơn. Nó tuyệt vời hơn, chứ không có phải là cứ nhìn theo một hướng nè, nó khuôn khổ lắm. Và nên ngồi thảo luận, không đẻo cày giữa đường hả thầy? Đúng rồi, không khéo á, không khéo là những cái thằng đẻo cày giữa đường. Nghĩa là cái thằng đẻo cày giữa đường là sao ạ? Các bạn biết cái chuyện đẻo cày giữa đường không? Cái thằng đó nó ngồi giữa đường, nó đẻo cày, nó đẻo vậy này. Bạn hiểu chưa? Có cái ông khác kêu, tại sao mày đẻo này, mày phải đẻo cái kiểu này nữa. Rồi nó sẽ đẻo cái kiểu này. Rồi cái người khác nó nói, ông phải đẻo cái kiểu này nữa. Cái bắt đầu lái qua đẻo cái kiểu này. Rồi cái khác nó nói, mày phải đẻo cái kiểu này nữa. Thấy chưa, đó là những cái ông mà không có chính kiến. Những cái ông mà, tức là tất cả người ta tiếp chia sẻ ý kiến là mình phải tiếp thu. Tiếp thu để mình ra một cái quyết định nó toàn vẹn, chứ không phải là làm theo ý của người ta. Hãy phân biệt hai cái việc này. Hai việc này là hoàn toàn khác nhau. Mà các bạn phải gì à? Phải nhận ra. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ cái ý thứ hai. Các bạn thấy điều này tuyệt vời. Tuyệt vời thì các bạn comment xuống, bạn tuyệt vời. Và bạn nào hồi nãy giờ chưa chia sẻ livestream này thì các bạn hãy chia sẻ đi. Hãy chia sẻ. Bấm vào cái nút chia sẻ, bạn chia sẻ livestream về nhà mình. Để các bạn gì à? Để các bạn thấy các bạn sẽ năng lượng hơn. Ok chưa? Và nói như thế nào ? Khi chúng ta chia sẻ cái kế hoạch ra, các bạn hãy hỏi những bạn của mình có hỏi. Nếu ví dụ như bạn chia sẻ một cái bản kế hoạch làm kinh doanh về quán cà phê đi. Và bạn hãy hỏi người bạn của mình, nếu bạn là người làm chủ cái quán cà phê này thì cái cách của bạn, bạn triển khai nó như thế nào? Thì bắt đầu họ mới ghi được cái ý của họ ra. Và chúng ta như thế nào ? Chúng ta mới xem nó như thế nào chúng ta mới xem và chúng ta thấy, đúng rồi, cái cách làm của người bạn mình, họ có những cái điểm như này nó hay hơn nè. Bạn nhìn chưa? Họ có những cái điểm này hay hơn nè, mà bản thân mình không có nè, thì bắt đầu mình bổ sung vào. Bạn anh dung ra điều này chưa? Nó là chúng ta, đó là cái chúng ta cần phải. Và chúng ta hãy hỏi người B, người C nữa. Và càng ngày chúng ta càng trao đổi với nhiều người thì tự nhiên chúng ta có một cái bản kế hoạch nó rộng ra. Có bạn nào comment thấy gì làm vợ gì khổ đây? Những đàn ông quyết đoán làm vợ khổ phải không thầy? Không phải. Không phải, bạn có cái góc nhìn như vậy là không đúng. Những người đàn ông vậy thì họ rất là mạnh mẽ. Và cái những người vợ như vậy là cần phải có cái kỹ năng chúng ta thuyết phục đúng. Chứ không có phải là làm vợ khổ. Chúng ta cần phải có kỹ năng thuyết phục và chúng ta cần phải có nói chuyện. Còn nếu mà chúng ta không có cái kỹ năng nói chuyện, chúng ta không có kỹ năng thuyết phục, chúng ta cứ chịu trận thì làm vợ ông nào cũng khổ hết. Chứ không phải cái ông quyết đoán. Chuyện gì nếu mà ông chồng của bạn là cái ông không quyết đoán được, lại càng khổ hơn chứ. Tất cả là chúng ta cần phải gì ? Phải chia sẻ, nói chuyện về nhau. Chứ không phải là làm vợ cái ông quyết đoán hay làm vợ cái ông không quyết đoán, khổ hay không khổ, nó không phải ở cái chỗ đó. Mà chúng ta mỗi ngày chúng ta cần luyện cái kỹ năng về nhau hơn, hiểu về nhau hơn. Ok chưa ? Vậy thì vừa rồi các bạn thấy mình chia sẻ có tuyệt vời không? Đàn ông không quyết đoán càng khổ. Cái chủ đề hôm nay không có liên quan tới đàn ông với đàn bà quyết đoán ở đây, nhưng mà các bạn lại cứ vô hỏi những cái câu này. Vui ha. Vậy là lâu nay dặn vợ dặn chồng quá rồi, cái không có cái dịp nào nói, cái lên sẵn cái này cái vô nói phải không? Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn comment lên, các bạn rất là tuyệt vời. Và bây giờ cái số 3. Và bạn nào hồi nãy giờ mà mới vào, lần đầu tiên biết mình thì nhớ kết bạn với mình, làm quen với mình nha. Nhớ các bạn làm quen với mình. Và bạn nào mà chưa chia sẻ cái livestream này về Facebook các bạn thì hãy chia sẻ đi. Các bạn hãy chia sẻ và liên tục comment xuống nha. Bạn nào nãy giờ chưa comment thì comment đi. Thầy rất bá tuyệt vời.
Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok. Chào các bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ cái số 3. Cái số 3 là... Ok chưa? Cái số 3 là các bạn phải thường xuyên gì ạ? Tìm sách về cái cuộc đời. Mà nó là sách cái cuộc đời của những người vô cùng thành công. Để gì? Để chúng ta đọc. Ghi cái số 3 đi. Tìm sách của những người... viết về cuộc đời của những người thành công để chúng ta đọc. Như mình thì mình đọc sách của những người ông Lý Quang Diệu, là một người quá tuyệt vời, một người đàn ông rất là nhỏ bé nhưng mà tạo nên gì, một đất nước Singapore cũng nhỏ bé về diện tích thôi nhưng mà cực kỳ tuyệt vời về kinh tế và cái sự ảnh hưởng trong khu vực của chúng ta. Mình cũng đọc về tiểu sử của tỷ phú tay không xây dựng cơ đồ của tỷ phú Vikram. Ông ta là người chủ của sở hữu cái tập đoàn Amata Thái Lan đó. Mình cũng đọc quyển sách của ông chủ tập đoàn Hyundai, Lee Myung Park, đúng không? Mình cũng đọc về cái quyển sách về cuộc đời của gì à, Steve Jobs, ok chưa? Và của tỷ phú Richard Branson, của huấn luyện viên nổi tiếng nước Anh Ferguson. Rất là nhiều sách. Hãy tìm đọc những cái quyển sách về cuộc đời nha, về quyển sách về cuộc đời, mình nhấn mạnh nó chứ phải quyển sách về kỹ năng. Để gì các bạn ơi, để chúng ta thấy rằng họ xuất điểm vô cùng cực khổ và vô cùng nghèo khó, họ té lên té xuống rất là nhiều lần, nhưng chính cái suy nghĩ khác biệt của họ, bạn hình như chưa, nó đã làm cho cái cuộc đời của họ nó rất là tuyệt vời. Và đó là lý do mà bạn cần phải đọc, các bạn học những cái đó để bạn thoát ra. Đừng cưng muốn phát triển, muốn thành công mà bạn không bao giờ chịu đọc sách. Và đọc sách thì tìm mấy toàn là mấy cái chuyện yêu đương, toàn là mấy cái chuyện yêu đương, rồi mấy cái chuyện đó nó làm cho bạn gì, nó làm cho anh chả phát triển gì hết. Toàn là mấy cái chuyện nào là gia đình chia tay, yêu đương rồi chia tay, rồi mấy chuyện nó mất thời gian kinh khủng, mà rồi cuối cùng học gì trong cái việc đó. Đọc mấy cái quyển sách đó là những quyển sách nó vỗ về cái cảm xúc của các bạn thôi, chứ chả có học hành gì về cái chỗ đó. Cuộc đời chúng ta đâu có dài đâu, chúng ta tìm đọc mấy cái quyển sách đó. Và các bạn đọc cái hai quyển sách của mình cũng rất là tuyệt vời. Bạn nào đọc quyển Beyond the Way nè, quyển Vượt Biển Lớn của mình nè, quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình nè, thì các bạn như thế nào, các bạn cũng phát triển. Hoặc là chúng ta đọc Doraemon, đúng rồi, bạn nào nói cái ý tưởng Doraemon rất là tuyệt vời, quyển sách Doraemon cũng là một trong những quyển sách rất là hay. Ok chưa? Còn các bạn nào mà bị tổn thức về trái tim, bị tổn thương cảm xúc, đọc mấy cái quyển sách kia, các bạn thấy không, học hỏi được cái gì, vỗ về cảm xúc chút xíu rồi ngày nó qua ngày, bây giờ bạn học được cái bài học gì đó chết liền. Các bạn hình dung chưa? Anh muốn em sống sao? Rồi lại đâm ra anh muốn em sống sao? Lãng mạn quá thầy. Ok. Vâng. Thì khi mà chúng ta đọc những cái quyển sách của những người thành công á, những cái quyển tư duy tuyệt vời á, thì tự nhiên nó giúp cho chúng ta có những suy nghĩ. Rồi ơi, cuộc đời chúng ta còn đơn giản hơn họ. Các bạn thấy những người thành công, có những người họ ra tù. Ok chưa? Họ ra tù nè. Vào tội nè, họ lên bờ này, xuống ruộng này, nhưng mà họ vẫn có cái cách mà họ thoát ra. Ok chưa? Bạn hình dung ra điều này chưa? Như cái quyển sách của ông Steve Jobs, các bạn thấy không? Từ tay không, từ lặn lội, gây dựng ra được cái Apple. Và như thế nào ạ? Rồi sau đó cái công ty nó lớn lên rồi, ông bị đấu đá văng, bị đuổi ra khỏi công ty luôn. Các bạn thấy, mình là người sáng lập mà bị cổ đông nó vô, nó đá, đuổi mình ra khỏi công ty luôn. Các bạn thấy chịu nổi không ạ? Em chỉ chuyên về sách làm giàu và tiểu sử của những người thành công. Ok. Điều đó rất là tuyệt. Bạn ti tiền tỷ ơi. Nhưng mà bây giờ bạn tiền tỷ nhiều chưa? Bạn ti tiền tỷ ơi. Hồi nãy giờ có một số bạn chưa comment nha. Bạn nào chưa comment thì các bạn comment đi. Các bạn hãy comment xuống đi, để mà các bạn truyền năng lượng cho mình, rồi mình cũng còn truyền năng lượng cho các bạn nữa, cả hai bên đều vui các bạn.
Các bạn không comment, mình kiểm tra thử hồi nãy giờ bao nhiêu bạn chia sẻ rồi nha. Có những bạn nào chưa chia sẻ thì chúng ta tranh thủ chúng ta chia sẻ. Bao nhiêu bạn chia sẻ rồi? Mới có 69 lượt chia sẻ, phải hơn 100 lượt chia sẻ chứ. Bạn nào chia sẻ? Bạn Quế Anh, bạn Tiền Tỷ, bạn đã chia sẻ chưa? Bạn Thái Hằng, bạn mới vào, bạn đã chia sẻ chưa? Bạn Thái Hằng ơi, chúng ta hãy chia sẻ. Và tại sao cái suy nghĩ thoát ra khỏi cái khuôn khổ, khỏi cái hộp nó lại quan trọng? Bạn ngon chưa? Tại sao cái suy nghĩ nó quan trọng? Bởi vì cái nguyên nhân lớn nhất á, mà cái cuộc đời chúng ta không thay đổi được, bởi vì nó bị cái gì? Nó bị cái suy nghĩ nó kiểm soát cái đầu của chúng ta lại. Nên chúng ta cần phải có cái suy nghĩ đó để chúng ta gì? Vượt qua khỏi cái đó đi. Và chúng ta bị cái quan điểm cũ nó kiểm soát đó, cái đầu của chúng ta lại á, là chúng ta sẽ không dám làm cái gì hết. Không dám làm cái gì hết. Cứ những cái người gì, cứ suốt ngày cứ gì cứ ăn đúng cái món đó, rồi lại sợ, rồi không dám thử cái mới. Nó là chúng ta cần phải học cái cách để chúng ta thoát ra đi, phải làm những cái mới đi, làm những cái nó đột phá đi. Mình không làm được cái lớn thì mình làm cái nhỏ, làm một cái nó dù nhỏ nó cũng đột phá đi thì nó vẫn cứ tốt hơn. Làm một cái gì nó nhỏ nhỏ thôi, làm nhỏ nhỏ thôi, không cần phải làm gì to lớn, nhưng mà nó đột phá đi thì tự nhiên con người chúng ta nó mới dám đột phá và nó mới làm được. Con người chúng ta bị cái thói quen mà nó kiểm soát, mà cái thói quen chính là gì? Là cái mà chúng ta cứ làm đi làm lại nhiều lần, nó sẽ tạo thành cái thói quen. Và chính cái thói quen đó, nó giữ cuộc đời của chúng ta lại, nó kiểm soát cuộc đời của chúng ta lại. Nên là chúng ta cần phải gì? Phải có cái chúng ta tập mỗi ngày để nó thoát ra đi. Chào bạn Lê Quỳnh Trang ở Bình Dương. Cái bạn hình dung chưa? Và đó là cái mà nó làm cho bạn thoát ra. Chào thầy, em mới mua quyển sách mỗi ngày một chút thôi. Vâng. Và bạn Văn Tâm, bạn đặt cái quyển đó, nó sẽ làm cho bạn thoát ra rồi. Vậy thì vừa rồi cái thứ ba là mình nói là đọc tiểu sử của những người thành công, đúng không? 200 HVNet, ok chưa? Ok chưa các bạn ơi. Và bây giờ cái thứ tư nè. Thoát ra phải cùng an toàn hả thầy? Đúng rồi. Rồi. Tiếp tục chưa? Chúng ta, nếu hồi giờ các bạn chưa vẽ tranh thì các bạn vẽ cho mình một cái bức tranh đi. Nó không quan trọng là xấu hay đẹp đâu. Ngay bây giờ vẽ cho mình một cái bức tranh đi. Bạn mong muốn cái gì thì bạn vẽ lên cái bức tranh. Ví dụ như bạn muốn có cái tòa nhà 10 tầng thì bạn như thế nào ? Bạn vẽ ra một cái bức tranh có tòa nhà 10 tầng này. Ở đây là mình không có nói là bạn phải là họa sĩ nha. Mình không có nói cái chỗ đó nha. Mình chỉ nói là các bạn vẽ tranh đi nha. Và bạn mong muốn gì? Bạn, nếu mà bạn có một cái người, bạn mong muốn có cái nhà 10 tầng thì các bạn vẽ cái tòa nhà 10 tầng đó ra. Bạn muốn cái tòa nhà 10 tầng đó nó nằm ở trên đường Điện Biên Phủ, ok, thì bạn vẽ cái con đường mặt tiền trước mặt đó là cái con đường Điện Biên Phủ. Bạn vẽ ra đi. Nếu mà bạn có muốn có một cái chiếc xe Ferrari thì các bạn vẽ ra và bạn xem đó là cái chiếc xe Ferrari. Mình đang chia sẻ các bạn cái cách để bạn thoát ra khỏi cái suy nghĩ mà. Bạn muốn có máy bay riêng thì bạn vẽ cái máy bay ra đi, vẽ đi, bây giờ vẽ đi. Rồi xong như thế nào? Sau khi vẽ xong, nó ở đây nó không phải đẹp và xấu gì hết, và bạn vẽ đi. Vẽ đi rồi xong rồi bạn làm như thế nào? Bạn dán nó lên trên bức tường ở nhà của bạn Và mỗi ngày bạn đi ra đi vô, bạn nhìn nó. Và bạn như thế nào? Bạn thêm một cái gì đó mới vô. Bạn thêm một cái gì đó mới đó vào cái bức tranh đó. Bởi vì khi mà các bạn vẽ là nó vẫn là ở trong cái thói quen của bạn. Nhưng mà mỗi ngày bạn mong muốn cái nhà mà nó tốt hơn, đẹp hơn thì bắt đầu cái điều đó, mong muốn đó, nó làm cho bạn gì? Mỗi ngày bạn thêm thắt vào và nó làm cho bạn như nào? Vẽ thêm những cái yếu tố mà trước đó mấy ngày mình ngồi mình vẽ mình không có nghĩ ra được. Bạn có nhận ra điều này chưa? Và nó làm cho suy nghĩ bạn nó thoát ra. Nó làm cho suy nghĩ bạn nó phát triển ra. Bạn có nhận ra điều này chưa?
Nó là bạn nào mà lần đầu tiên mà xem cái livestream này của mình thì nhớ kết bạn với mình nha. Chúng ta thống nhất chúng ta làm quen với nhau. À, mình xem cái Facebook này xong thì mình sẽ kết bạn với các bạn, mình sẽ inbox chung với các bạn, mình sẽ trả lời những cái comment của các bạn. À, đúng rồi, em muốn vẽ một cái ốc đảo thì ok, bạn Lâm Võ bạn nói là bạn muốn vẽ ốc đảo, cứ vô tư. Cứ vẽ vô tư. Vẽ thoải mái. À, bạn nhận ra điều này này chưa? Và mấy ngày sau chúng ta liên tục chúng ta tập trung vào và chúng ta lại vẽ nó tiếp. Thì chính cái chúng ta mà tập trung vào, chúng ta suy nghĩ ra nữa, nó làm cho cái đầu óc chúng ta nó bay bổng hơn. À, em muốn vẽ ngón tay vua Midas, ok, muốn đụng đâu ra vàng như vậy, ok, điều đó tốt mà. À, bạn kết không được thì bạn follow em, bạn Quế Anh, em chọn follow và em chọn xem trước. Các bạn nhớ, em vẽ máy bay vẫn, bạn nào muốn vẽ cái gì vẽ, các bạn nào vẽ cái gì thì các bạn nói cho mình đi. Mà hồi nãy giờ mình thấy có bạn Thuần Phong nó vẽ máy bay nè. À, các bạn nói là vẽ bằng tay Midas này, đúng rồi. Các bạn nói vẽ ốc đảo này tuyệt vời. Vậy các bạn khác muốn vẽ gì thì bạn nói ra luôn. Các bạn comment xuống. Comment xuống và vẽ ra. À, đó là... Và chúng ta làm điều đó mỗi ngày. Nên các bạn cứ nó làm cho chúng ta bay bổng ra. Cái danh họa người ta hay vẽ. À, và nó làm cho cái suy nghĩ của người ta bay bổng ra. À, và người ta rất là dễ thành công. À, bạn Võ thì Ngọc Dung building cho Ngô Hình, đúng rồi. Bạn Võ Ngọc Dung đúng. À, bạn vẽ xây dựng của tập đoàn Ngô Hình, Ngô Hình Group. Bạn vẽ một cái building 10 tầng hoặc là 15 tầng ở trên đầu cái building đó. À, chúng ta gắn cái chữ là Ngô Hình Building. Ok, chính xác rồi bạn Lâm ơi. Vẽ ngôi nhà vườn thầy ơi, đúng rồi. Bạn Lê Mai Hiền rất là tuyệt vời, vẽ vô ngôi nhà vườn. Và ngày hôm sau bạn đi vào, bạn bổ sung vào. À, nó là có cá. Nó là có những cái khu mà chúng ta barbecue, ví dụ vậy. Nói vậy chứ thầy, đâu phải ai nghĩ thì không nghĩ. Chuyện buồn nhiều quá, phải làm sao thầy? Ok, chuyện buồn thì mình bỏ buồn, thì nó hết buồn, bạn Phương Lý. Bỏ cái buồn ra. Bạn bị cái phần mềm buồn á, bạn bị cái suy nghĩ buồn nó kiểm soát cái cuộc đời của bạn rồi. Nó kiểm soát cái đầu của bạn rồi thì bạn thả nó ra, bạn xả nó ra. Ai biểu cứ để cái đầu của mình rồi cứ ngồi thôi rồi. Thay vì bạn nói là chuyện buồn nhiều quá thì bạn phải thay đổi lại cái câu khác, chuyện vui nhiều quá. Và tự nhiên bạn hút cái niềm vui đó về. Bạn hình dung ra như thế này chưa? Em muốn vẽ kết sắt. Ok. Cái kết sắt, muốn vẽ kết sắt. Ok. Không vẽ cái gì thú vị, bạn lại vẽ cái kết sắt. Bạn kiệt vui nha, không vẽ gì thú vị hơn. Em vẽ quy trình khép kín từ gieo hạt đến bán thành phẩm rau củ sạch cho mọi người. Ok chưa? Bạn vẽ như vậy thấy bạn khổ rồi. Bạn Trần Thị Kim Minh á, bạn vẽ mà từ gieo hạt cái đó, tự nhiên bạn vẽ cái kiểu đó bạn ôm chi nhiều, khổ. Gặp mình nói vẽ như bạn thì mình có một cái cửa hàng chuyên bán thôi. Còn cái kia cho người khác nó trồng, ôm chi nhiều cho nó khổ. Vẽ ốc đảo giống như Dubai. Ok. Rất là tuyệt vời. Những điều thầy nói, chúng ta nên làm một chút một, một ngày một bước lên. Đúng rồi, bạn Nguyễn Lâm. Mỗi ngày chúng ta vẽ một chút thôi, mình đã nói rồi mà. Vẽ một chút một. À, em vẽ nhà 3 tầng thôi, tuyệt vời, bạn Nguyễn Hồng, đúng rồi. Bạn vẽ nhà 3 tầng, và mỗi ngày bạn thêm nó vào cho nó đẹp vào. Em vẽ 6 cái cửa hàng rồi thầy, rất là tuyệt vời. 6 cửa hàng, ghi tên 6 cửa hàng đó vào. Bạn Thành Ngôn nhé. Rồi ghi nó ở cái chuyện gì? Chuyện vui nhiều lắm. Chứ nghĩ vui thì sẽ vui đúng không thầy? Đúng rồi. Đó, bạn Phương Ly, bạn rất là tuyệt vời rồi đó. À, các bạn ủng hộ bạn Phương Ly đi, comment ủng hộ bạn Phương Ly đi. Bạn Phương Ly từ cái buồn mà bây giờ bắt đầu bạn chuyển sang vui rồi đó, tuyệt vời. À, bạn hãy thay đổi liền, hãy thay đổi những hành động. Em vẽ tờ 100 đô la. Ok, nhưng mà bao nhiêu tờ? Nếu lỡ vẽ cái tờ nữa bạn, vẽ tờ 1 triệu đô la đi. Vẽ tờ cái 100 đô la, tuyệt vời bạn Thành Ngôn. Ok. À, các bạn ghi tên họ tên vào 6 cái cửa hàng đó bạn Thành Ngôn nhé. À, đó, các bạn vẽ đi, đúng rồi. Hồi nãy giờ các bạn comment như này và các bạn làm vậy, các bạn rất là tuyệt vời. Bạn Phương Ly rất là tuyệt vời, ok. À, bạn Phương Ly bạn đã biết cách thay đổi cái suy nghĩ của mình rồi. Muốn vui thì bỏ buồn, đúng rồi. Và mình kể câu chuyện vui và mình tìm những cái câu chuyện vui, chuyện buồn bỏ qua một bên. Em vẽ tại công ty để các bạn nhân viên cùng nhìn thấy luôn. Ok, đúng rồi.
mình vẽ tại công ty và mình nhắn luôn và cho các bạn cùng như thế nào à, cùng chia sẻ, cùng nốt vào à, rất là tuyệt vời. Một chuỗi cửa hàng kết nối, ok chưa à, một chuỗi cửa hàng. Cái bạn Trần Phương này thì bạn nói không rõ một chuỗi cửa hàng kết nối là sao, bao nhiêu cửa hàng chứ một chuỗi, một chuỗi hai cái nó là chuỗi rồi à, ba cái nó cũng là chuỗi rồi à, 100 cửa hàng à, ok chưa, hoàn thiện xong phải không thầy, ok chưa, em vẽ xưởng sản xuất của em, ok tuyệt vời. Bạn Phương Ly đem nỗi buồn bỏ xuống sông Sài Gòn, đúng rồi, vẽ núi vàng SGC. Ủa bạn Kim Hình là ở bạn là thành viên của SGC hay sao mà bạn lại vẽ núi vàng SGC? Bạn vẽ núi vàng của mình chứ, vẽ núi vàng SGC làm cái gì? Em vẽ tấm set 10 tỷ đô, tuyệt vời. Em vẽ hai cái nhà lầu, rồi hai cái chiếc Audi rồi thôi, rất là tuyệt vời. À, một đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, tuyệt vời. Các bạn là những người tuyệt vời. Các bạn cần phải tham gia vậy. À, thì tự nhiên cái suy nghĩ của mình nó như nào? Nó thoát ra. Muốn vẽ nhờ thầy giúp em, muốn có ý tưởng, muốn vẽ và nhờ thầy. Nhờ gì? Hồi nãy giờ nói rồi chứ còn nhờ gì nữa bạn Thanh Bùi? Làm liền, nhờ gì nữa? Hồi nãy giờ nói bắt vẽ đó mà còn ngồi nhờ gì nữa? Làm liền, action làm liền. Vậy là bạn có cái thói quen là làm biến làm rồi. 100 cái, à thầy, ok. 100 cái thì bạn nói là 100 cái, chứ bạn đừng có nói là cái chuỗi. Cái từ chuỗi, cái từ từ nó rất là chung chung. Và nó làm cho chúng ta sẽ không trở thành hiện thực được. Cái gì không vui tiêu cực hãy bỏ xuống sông Sài Gòn, đúng rồi bạn Thảo Nguyễn, ok, rất là tuyệt vời à. Và các bạn thấy hồi nãy giờ mình chia sẻ có thú vị mà, nếu mà thú vị thì các bạn hãy comment xuống và các bạn điều này quá thú vị, ok chưa. Và bây giờ tiếp tục bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp tục nữa không ạ? Sẵn sàng chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp tục nữa không ạ? Rồi sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống à, và mình sẽ có một phút nha để mình quảng cáo về mình nha. À, ok chưa? Mình có một phút để mình quảng cáo về mình. À. Các bạn à, mình có ba cái quyển sách rất là tuyệt vời này. Và bạn nào chưa sở hữu ba quyển sách này thì ngay bây giờ các bạn comment cho mình à, để các bạn sở hữu ba cái quyển sách này. Quyển thứ nhất là Vượt Biển Lớn. Quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi và quyển thứ ba là Bị Dẫn Đồ Quay. Quyển Vượt Biển Lớn à, cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Nếu mà bạn nào ít tiền không có tiền thì các bạn hãy chia phải đọc cái quyển này. Mỗi ngày một chút thôi là nó nói là 101 bài học trong cuộc sống và kinh doanh từ đời thường. Và quyển Bị Dẫn Đồ Quay, ok, để chúng ta luyện tiếng Anh luôn. Và bạn nào chưa có quyển sách mình thì các bạn hãy comment cho mình để các bạn sách và đưa sách đến gì ạ? À? Mình sẽ giao sách đến các bạn đến mọi miền đất nước, ok chưa? À, đến mọi miền đất nước các bạn hãy sở hữu quyển sách này. Bạn nào lần đầu tiên mà biết đến mình thì hãy làm quen với mình, hãy comment với mình, ok chưa? Comment làm quen với mình. À, chút xíu mình xong thì mình sẽ kết nối làm quen lại với các bạn, ok chưa? Bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp chưa? Bạn nào chưa có sách thì nhớ mua sách nhé, ok chưa? Rồi tiếp tục. Cái thứ năm, vậy thì hồi nãy cái số 4 là chúng ta vẽ, hồi giờ chúng ta chưa vẽ thì chúng ta cứ vẽ. Thực sự là nó không đẹp nhưng mà chúng ta vẫn cứ vẽ à. Các bạn biết cái Bambi nhà mình là suốt ngày nó vẽ à, nó vẽ đồ hết, nó vẽ trên tường đồ, nó vẽ khắp nơi hết. Mình sẽ cho các bạn xem những cái hình Bambi vẽ nè à, ok chưa, hình Bambi vẽ nè, Bambi nè à, các bạn thấy chưa, đây là tấm hình của Bambi vẽ nè à, các bạn thấy chưa à, Bambi nó vẽ đó, trẻ nhỏ nó vẫn cứ vẽ mà, hình nó vẽ lên tường nè, các bạn thấy chưa. Các bạn thấy Bambi mình nó vẽ tường này đó à, nó đang ghi nhà rồi Bambi này à, các bạn thấy này này, nó vẽ mờ mờ, nó vẽ trên cửa này, nó vẽ trong ngủ, vẽ khắp hết à, bạn ngồi chung chưa, trẻ nhỏ nó vẽ vậy thì chúng ta cũng vẫn cứ vẽ à, chúng ta vẫn cứ vẽ, vẽ thoải mái, vẽ vô tư, đừng cứ ngại. Và chúng ta vẽ những cái ý tưởng kinh doanh của mình ra, chúng ta cần muốn cái gì thì chúng ta vẽ ra. Rồi cái thứ năm à, bạn Tạ Nguyễn nói Bambi rất có khiếu vẽ à, à, bé nó vẽ hoài thì tự nhiên nó vẽ được thôi, nó thích vẽ. Cái thứ năm các bạn ghi vào, cái thứ năm à, cái thứ năm là bây giờ các bạn nhắm mắt lại, ok chưa, và các bạn hình dung hồi nãy là các bạn mở mắt để các bạn vẽ, thứ năm là nhắm mắt lại và chúng ta hình dung à, nhớ là nhắm mắt lại. Em ở nhà trọ em vẽ được không thầy? Ở đâu cũng vẽ, càng ở nhà trọ bạn càng phải vẽ bạn của anh. Càng ở nhà trọ bạn càng phải vẽ chứ. À.
làm cách nào để em kết nối riêng với thầy để nhờ thầy tư vấn khởi nghiệp không? Bạn đến lớp, ok chưa? Làm sao mình dành thời gian riêng cho bạn được? Các bạn thấy không? Mình live stream, mỗi lần mình live stream phải cả trăm bạn xem như vậy nè. Mình đứng lớp, cái lớp cũng vài chục, 70, 80 bạn. Tại sao bạn lại chiếm dụng thời gian riêng của mình nhỉ? À, mình sẽ không dành thời gian riêng cho từng bạn được. À, bạn muốn dành thời gian riêng hữu ích thì bạn muốn tìm hiểu thì bạn phải đọc sách về. Còn không là bạn comment lên đây. À, tại sao lại là phải dành thời gian riêng cho bạn chứ? Ok chưa? Mình không thể dành thời gian riêng cho từng bạn được. À, nếu muốn ấy thì chúng ta ở lớp. À, còn không thì bạn lên live stream. Bạn xem những cái bài viết của mình, những cái chia sẻ của mình. À, bạn ở Đà Nẵng thì có gì đâu. Người ta ở nước ngoài, người ta vẫn cứ bay về, người ta học mà. Bạn hình dung chưa? Vừa rồi thì mình mới đi Hà Nội, Hải Phòng. Và tháng 7 này mình dẫn 50 bạn đi Singapore. Các bạn ơi, người ta đi cả Singapore, người ta học mà. Đà Nẵng vào đây có cái gì đâu gần xịt. Bay con tiếng nó tới à. Thì nó không là lý do. Còn nếu mà bạn là lý do thì tự nhiên là bạn nói là tại vì em ở Đà Nẵng, người ta ở bên Mỹ, người ta còn bay về người ta học à. Học các lớp của mình á, người ta ở bên Úc, người ta còn bay về người ta học à. Bạn hiểu chưa? Bạn ở Đà Nẵng thì quá gần. Em mới lấy 2 cuốn còn thiếu biển bị dân đầu quay. Ok, bạn là Thiên, ok. Nếu vậy thì bạn inbox cho mình. Và mình sẽ gửi cho bạn cái quyển bị dân đầu quay. Ok chưa? Rồi. Cái số 5 là bây giờ các bạn nhắm mắt lại và các bạn hình dung về cái kế hoạch cuộc đời của mình. Bạn nhắm mắt lại. Bạn nhắm mắt lại. À, bạn dành một ít thời gian để bạn suy nghĩ về cái hình các bạn vừa vẽ. Thì tự nhiên ý tưởng trong đầu bạn nó mới ra và có những cái hồi giờ chứ bao giờ bạn suy nghĩ tới. Thường thường là các bạn phải nhắm mắt lại. Nếu các bạn không nhắm mắt lại á, và các bạn cứ nhìn ngoài thì nó bị rất là nhiều cái chi phối ở bên ngoài nó chi phối. Mà bạn nhắm mắt lại nó giúp cho bạn gì? Đào sâu ở phía bên trong tâm hồn của mình á. Và tự nhiên con người của chúng ta nó rất là sáng tạo và các bạn rất là dễ thoát ra cái hộp của mình. Con người chúng ta nó rất là sáng tạo các bạn. À, con người chúng ta nó rất là phát triển và nó rất là sáng tạo. À, và đó là lý do mà bạn cần phải dành những giây phút bạn nhắm mắt lại để bạn suy nghĩ về cuộc đời của mình, bạn suy nghĩ về kế hoạch kinh doanh của mình, bạn suy nghĩ về những cái bức ảnh mà các bạn đã vẽ để các bạn mới thoát ra được. Mà nói cái mà nó giữ cuộc đời chúng ta nhiều nhất chính là cái gì? Cái mà cái suy nghĩ lối mòn. À, mà các bạn biết lối mòn không? Một cái cánh đồng rộng nó như vậy nè, các bạn hình dung không? Toàn là cỏ không à? Thì có một người đi trước, có một người đi trước, họ đi họ tạo thành cái lối mòn. Thì những cái thằng đi sau nó như thế nào à? Những cái thằng như sau nó như thế nào? Nó cứ đi theo đúng cái lối mòn đó. Mà mình hay nói cái thằng đi trước là cái thằng say rượu, các bạn hiểu không? Nên là cái thằng đi sau cũng thành cái thằng say rượu luôn. À, mua sách khó, thầy Nguyễn Thái Duy ơi. Ủa sao khó là khó hả? Bạn inbox cái có người gọi cho bạn mua thôi chứ có cái đâu khó. À, ok chưa? Và nó làm cho bạn mới phát triển được. Nhắm mắt lại để suy nghĩ về cuộc đời, kế hoạch bức tranh của mình, đúng rồi. Và bạn nhắm mắt lại thì bạn như thế nào à? Bạn đào sâu vào thế giới bên trong của mình. Bạn mở mắt ra mà bạn suy nghĩ, bạn bị cái bên ngoài nó chi phối. Bạn nhắm mắt lại, bạn đào sâu về phía bên trong thì những cuộc đời của bạn nó sẽ rất là sáng tạo và nó sẽ có rất là giúp á. Để nó giúp cho bạn phát triển. À, rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi là cái bước số 5 rồi. À, bước số 5 rồi. Mình hôm nay mình sẽ chia sẻ một tiếng đồng hồ, đúng 10:30 thì chúng ta có thể nghỉ. À, ok, rất là tuyệt vời. Cái số 6 là cái gì à? Ghi cái số 6 vào. Là biến cái ngày mai thành cái hôm nay. Ghi cái số 6 vào. Là chúng ta biến cái ngày mai thành cái hôm nay. Ví dụ như chúng ta hay có thói quen là để ngày mai làm. Em inbox rồi mà không thấy ai hỏi gì hết. Ok, các bạn sẽ liên hệ với em, các bạn hỏi. Các bạn sẽ liên hệ với em. À, tại vì có vẻ bạn nó bận nhiều việc. Bạn Đình Phước ơi, sách bán hồi giờ bán liên tục mà khắp mọi miền đất nước mà. À, vậy thì bạn suy nghĩ, nhắc lại ngủ luôn quá thầy, nhắm mắt lại ngủ luôn. Ok, bạn nhắm mắt với tay, bạn nhắm hiểu, biến cái ngày mai thành cái hôm nay.
ghi vào. Đó, nghĩa là chúng ta hay có suy nghĩ gì để ngày mai làm, thì bây giờ chúng ta phải suy nghĩ lại cái nào của ngày mai á, là hãy làm ngay hôm nay. Bạn hòn vô chưa? Rồi bây giờ mình ví dụ nè, bây giờ bạn ngồi bạn làm một cái bản kế hoạch là 5 năm nữa bạn có cái gì. 5 năm nữa, năm nay năm 2018, năm 2023 bạn dự định là năm 2023 bạn mới đi đến nước Anh, bạn dự định là năm 2023 bạn mới đến Mỹ, bạn dự định là năm 2023 bạn mới đến Dubai, thì bạn biến cái năm 2023 thành cái hôm nay. Bạn hình dung chưa? Biến cái ngày mai thành cái hôm nay, biến cái năm 2023 thành cái hôm nay, biến cái rằng là em nghĩ rằng vài năm nữa em mới có kinh nghiệm, em mới ra làm kinh doanh, thì hãy ra làm kinh doanh ngay hôm nay. Tức là biến cái ngày mai thành cái hôm nay, nó không cho chúng ta hẹn nữa. Còn nếu các bạn biến cái hôm nay thành cái ngày mai, thì em nghĩ rằng vài năm nữa em mới có kinh nghiệm để làm. Vậy là suy nghĩ theo lối mòn, cái suy nghĩ đó nó kìm hãm cuộc đời của bạn lại. Em nghĩ rằng 30 tuổi em mới có vợ, thì năm nay em có vợ. Bạn hình dung chưa? Không tiền sao biến được thầy. Ok. Bạn với anh, bạn đang suy nghĩ theo lối mòn rồi. Tất cả nó không phải vì tiền, mà tiền nó làm ra từ chính cái tư duy của các bạn. Bây giờ cho bạn nhiều tiền chắc gì bạn làm được không? Tất cả những người thành công, bạn hãy mua sách của những người thành công bạn đọc. Lúc đầu họ đâu có tiền đâu. Nó là cái suy nghĩ mà càng có tiền phải làm, đó là suy nghĩ quá lớn mòn. Và chính cái suy nghĩ đó, bạn cứ suy nghĩ rằng có tiền, và đã bao nhiêu năm rồi bạn suy nghĩ vậy, bạn có làm được chưa? Nếu chưa được thì cái suy nghĩ đó trật rồi. Hãy đi tìm cái suy nghĩ khác. Hãy cho chúng ta một cái suy nghĩ khác. Đừng có suy nghĩ theo cái cách đó, nó giới hạn cuộc đời của các bạn lại. Hình dung chưa? Nếu bạn nghĩ rằng bạn có tiền thì bạn mới làm được, và bao nhiêu năm nay bạn vẫn không thay đổi được, thì hãy chọn cái suy nghĩ khác. Nếu bạn nghĩ rằng mai bạn mới làm được, và rất nhiều cái mai rồi bạn vẫn chưa làm được, thì hãy suy nghĩ bằng cái cách khác. Đừng có suy nghĩ theo cái cách đó nữa. Hôm nay chúng ta nói về chủ đề là chúng ta hãy thoát ra mà. Nên là biến cái. Nếu bạn nghĩ rằng 30 tuổi bạn có vợ, thì hôm nay có vợ đây. Bạn hình dung chưa? Hãy suy nghĩ cái cách đi. Hãy suy nghĩ một cái cách khác. Dĩ nhiên bạn Lộc Nguyễn cần có cho mình một người thầy thì cái điều này nó rất là tuyệt vời rồi. Làm việc gì để chúng ta thành công, chúng ta cũng cần phải có cho mình một người thầy. Bạn Ngọc Nguyễn nói chính xác. Cái người thầy đó họ sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách làm. Hãy chọn cho mình một cái cách suy nghĩ ra khỏi cái lối mòn. Các bạn có nhớ là cái lối mòn là cái nguyên nhân lớn nhất mà nó kiểm soát cuộc đời của chúng ta lại. Và hồi nãy giờ mình thấy các bạn ít comment rồi, vậy là các bạn lại đi vào cái lối mòn nữa rồi, và cái thói quen rồi, comment nhiều xuống nó mới phá vỡ đi cái lối mòn. Còn các bạn mà không comment nữa là các bạn lại đi vào trong cái lối mòn mất tiêu rồi. Các bạn phải phá vỡ cái lối mòn. Bạn cảm nhận ra điều này chưa? Hãy biến cái việc ngày mai thành việc hôm nay. Sao ta không làm sớm hơn? Đúng rồi, bạn Thanh Bùi nói sao ta, nhưng mà cái câu sao ta không làm sớm hơn, nó vẫn chung chung. Tại sao ta không làm ngay hôm nay? Chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ nó đột biến hơn đó. Như vậy em tính 25 tuổi em lấy vợ, 17 tuổi lấy vợ. Ok, bạn Thuận Phong, bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? Chọn cho mình suy nghĩ phá vỡ lối mòn. Ok, tuyệt vời. Hồi nãy giờ các bạn comment, các bạn rất là tuyệt vời. Vậy nghĩa là như thế nào? Nghĩa là chúng ta cần phải gì biến cái việc mai mốt kia làm ngay hôm nay nha, và bắt tay làm liền nha, để nó phá vỡ cái lối mòn đi. Cái lối mòn nó kiểm soát cuộc đời chúng ta kinh khủng lắm các bạn ơi. Ý thầy nói chúng ta phải để việc ngày mai thành việc hôm nay để chúng ta có thể hoàn thành cái việc. Đúng rồi bạn Ngọc Dung ơi. Đừng có hẹn ngày mai ngày mốt hoài. Chúng ta hãy làm liền. Chúng ta hẹn ngày mai. Phần lớn mà nói với các bạn, kể cả bạn Ngọc Dung luôn này, bất kỳ ai họ hẹn mai họ làm cái gì thì phần lớn họ không có làm được. Bởi vì sao? Bởi vì cuối cùng càng lớn càng già thì chúng ta lại càng làm không được.
Bởi vì ngay còn trẻ mà chúng ta không làm được thì già làm sao chúng ta làm được. Ngay còn trẻ là sức khỏe chúng ta đủ, thời gian của chúng ta đủ, trí tuệ chúng ta đủ. Các bạn chưa? Mà chúng ta còn không làm được thì hẹn về sau lại không làm được. À, bạn hình dung chưa? Nên là đó là lý do mà chúng ta, những cái người mà họ hẹn rằng là mai mốt giờ họ mới làm thì họ không làm được. Mấy người họ hẹn rằng mai họ tập thể dục là họ không làm được. Nếu các bạn nào mà đã có cái thói quen nói như vậy rồi thì ngay bây giờ là đi ra tập thể dục luôn. À, và nếu chúng ta người nào mà hẹn thì rõ ràng chúng ta không bao giờ làm được đâu, nó là bắt tay vào làm luôn. À, chính xác rồi bạn Trần Hữu Hải ơi. Rồi bây giờ cái số 7 là hãy lên, hãy phá vỡ những cái hiện tại nó đang trói buộc ta, hãy phá vỡ nó. Giống như các bạn đang bị những cái xiềng xích nó cột chúng ta lại, và bây giờ chúng ta phải nhiệm vụ phá vỡ nó. À, chúng ta hãy phá vỡ nó. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà thầy. Cái ông nào lại suy nghĩ theo lối mòn vậy? Mạnh vì gạo. Cái ông Đồng Đức Hiếu này nè, ông lại cái câu đó, ông lại lấy cái câu của người khác ông lại phát biểu rồi, lại theo lối mòn nữa rồi. Không có gạo vẫn mạnh, không có tiền vẫn mạnh, thì cái đó mới ông phát biểu như vậy thì ông mới hay. Chứ còn ông phát biểu theo cái kiểu mà mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thì tự nhiên ông lấy cái câu của người khác ông lại đi phát biểu thì nó lại trước quốc nữa rồi. À, chào bạn Lê Quang Trung. À, bạn hãy lên kế hoạch và phá vỡ những cái hiện tại. Ví dụ như hiện tại nè, hàng ngày 12 giờ đêm bạn mới ngủ thì tối hôm nay, à, tối hôm nay nó như thế nào? À, 10 giờ ngủ, tức là hiện tại nó có những cái bạn liệt kê ra, những cái nào nó đang là thói quen của bạn thì bạn bắt buộc bạn phải phá vỡ nó. Ví dụ là ngủ trễ thì bây giờ phá vỡ ngủ sớm. À, dậy trễ thì bây giờ chúng ta phá vỡ dậy sớm. À, vài bữa nữa mình sẽ chia sẻ bạn cái chủ đề là lợi ích của việc dậy sớm. À, hồi giờ các bạn nó như thế nào? À, các bạn ít đọc sách thì bây giờ đọc sách. À, hồi giờ mỗi một ngày các bạn không làm quen với người mới, ít làm quen với người mới thì bây giờ nó như thế nào? À, mỗi ngày làm quen với ít nhất 10 người mới, hoặc mỗi ngày ít nhất đưa cho 10 người lạ hoắc chưa bao giờ chúng ta quen biết trong cuộc đời mình 10 cái anh em cạn mới. À, bạn ơi, hình dung chưa? À, hồi giờ chúng ta hay có thói quen ít ăn những cái món mới thì bây giờ chúng ta hãy thay đổi lại thói quen ăn những món mới. À, hãy phá vỡ những cái thói quen hiện tại và thêm vào những cái thói quen mới. À, hồi giờ chưa đi đến một cái nơi mới, hãy lên kế hoạch đi đến ngay một cái nơi mới. À, hãy phá vỡ những cái hiện tại để chúng ta tiến tới những cái thói quen mới. Và chính cái thói quen mới nó sẽ giúp cho cái con người chúng ta nó có suy nghĩ đột phá ra, và thế là cái công việc chúng ta nó mới làm đột phá được. À, hồi giờ đọc sách quá nhiều mà làm không nên ra hồn thì đọc ít lại và đọc sau vào, bạn Hải hiểu chưa? Hồi giờ mình đi học quá nhiều mà vẫn không làm được thì học ít lại và tập trung vào làm nhiều đi vô. À, hồi giờ mà nhậu quá nhiều thì giờ ít nhậu lại. À, hồi giờ người nào mà nhậu ít thì giờ bỏ nhậu luôn đi. À, đã nhớ chưa? Hãy luyện cho mình những cái thói quen mới, hãy phá vỡ những cái cũ đi thì tự nhiên cuộc đời chúng ta nó mới thay đổi được. Còn không cứ nó bị những cái cũ nó bó buộc, nó nhốt cuộc đời của bạn lại. À, bạn Trang Hữu Hải, nếu mà hồi giờ bạn đọc quá nhiều mà nó không thực sự hiệu quả thì đọc ít lại và đọc sau. À, đọc cái nào nhớ cái đó đọc sau. Có nhiều người họ đọc sách vì số lượng, không biết đọc sách vì số lượng để làm gì, thi đua hả? Hãy liệt kêu điều không tốt cản trở. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi là cái số 7 rồi, bây giờ cái số 8. Ok chưa? Cái số 8 là thách thức những cái quan điểm. Cái số 8 là chúng ta phải thách thức những cái quan điểm của mình.
Nếu hồi giờ bạn hay có cái quan điểm nào đó thì chúng ta thách thức cái quan điểm của mình. Bây giờ chúng ta thách thức rằng chúng ta không suy nghĩ theo cái đó nữa, chúng ta suy nghĩ theo cái cách khác. Ok chưa? Thách thức những cái quan điểm của mình. Hồi giờ chúng ta cứ nghe ai nói cái ý đó là chúng ta không thích. Bây giờ chúng ta như thế nào? Thích. Chúng ta cần thách thức những cái quan điểm của mình, thách thức chính cái quan điểm của mình á. Dĩ nhiên là theo hướng tích cực rồi. Em thích số 8, yeah. Hãy tập thách thức. Ví dụ như là bạn Thành Bùi nói đó là em ở Đà Nẵng xa quá, em không đi học được. Thì bây giờ thách thức lại, ô Đà Nẵng với Sài Gòn gần xịt, đi liền, căng là ra bốc máy đi. Cái đó gọi là thách thức những cái quan điểm, thách thức những cái suy nghĩ. Mình nói rằng, ô hồi giờ cái suy nghĩ của bạn là do mình không có tiền, mình không ra khởi nghiệp được. Thì giờ mình thách thức lại, mình thách thức lại quan điểm mình, làm sao đó không có tiền vẫn ra khởi nghiệp được. Bạn hiểu chưa? Nó là tập thách thức những cái quan điểm của mình, những cái quan điểm mà nó giới hạn mình thách thức nó, thách thức chính mình á. Thầy Duy ơi, em mới vào không biết có thể xem lại video này được không? Được rồi, bạn Lê Quang Trung vẫn lưu lại nha. Em cứ chút xíu nữa mình lưu lại, và bạn chia sẻ cái livestream về nhà các bạn đi, chia sẻ ngay bây giờ liền để nhớ. Rồi chút xíu mình vẫn có lưu lại mà, rồi bạn vào bạn xem lại từ đầu. Cái livestream hôm nay nó rất là hay đó. Bạn Lê Quang Trung nhé. Bạn nào mới vào sau thì hãy chia sẻ cái livestream về nhà bạn để lưu lại nhớ, cho nhiều người xem nữa. Và sau đó như thế nào? Ok chưa? Và bắt đầu chúng ta lại xem lại. Mới có 87 lượt bạn chia sẻ à. Đáng lẽ phải cả 100 lượt chia sẻ mới đúng chứ các bạn ơi. Tại sao các bạn lại không chia sẻ? Rất là nhiều bạn hồi nãy giờ xem mà không chia sẻ nha. Rồi các bạn quên mất làm sao? Các bạn quên mất làm sao? Các bạn chia sẻ đấy, bấm vào cái nút chia sẻ. Rồi các bạn mới xem đi xem lại, rồi các bạn ngồi các bạn nốt được. Nên là chưa thấy các bạn chia sẻ gì hết. Mình kiểm tra lại trên máy laptop của mình xem. Bạn Huyền Chi, bạn chia sẻ chưa? Bạn Lê Trung Quang, em chia sẻ chưa? 93 lượt chia sẻ, chưa được 100 lượt chia sẻ. Hôm nay chia sẻ ít quá nha. Mấy bữa chia sẻ cả 100 lượt, hôm nay chia sẻ ít quá. Chia sẻ đi về để mình nhớ lại chứ. Trước tiên là nó có lợi cho bạn. Cái thứ hai là nó lợi, có lợi cho bạn bè của bạn nữa. Và nó nằm ở trang nhà bạn nên nó làm cho mình nhớ. Em thích số 8, vâng. Đúng rồi, cái số 8 là thách thức ký quan, đừng có thách thức quan điểm của người khác nha. Mình không có khuyên bạn thách thức quan điểm của người khác nè. Thách thức quan điểm của mình. Thách thức quan điểm của người khác mới không cãi lộn mệt lắm. Vâng, bạn Long Nguyễn rất là tuyệt vời. Luôn luôn các bạn, luôn luôn năng lượng. Bởi vì khi mà các bạn năng lượng cao á, là nó như thế nào nhiều nguồn lực nó hỗ trợ bạn. Còn nếu mà năng lượng bạn nó tuột xuống á, ví dụ năng lượng bạn ngồi bạn xem vậy nè, hoặc là mình ví dụ như mình nói với bạn mà mình nói không có năng lượng, mình nói là thách thức quan điểm của bạn, bạn hãy thách thức quan điểm của bạn đi, thì các bạn thấy nói như vậy nó chán lắm. Các bạn chưa, mà nói là hãy thách thức cái quan điểm của bạn, thách thức những cái suy nghĩ của mình á. Tại vì cái suy nghĩ mình nó theo một cái lối mòn. Còn các bạn thách thức cái quan điểm của người khác mới công bằng cãi lộn, nó mệt lắm. Người ta nói cái câu mà nghe rất là hay mà mọi người hay áp dụng là đời thay đổi khi ta thay đổi đó. Nghĩa là cái câu đó nó gần như là thách thức cái suy nghĩ. Được chứ sao không được bạn? Bạn gì đó? Bạn nói gì đó? Bạn Lê Quang Anh. Đúng rồi, bạn thách thức sửa nói lắp được không? Mình hồi kia mình nói lắp nhiều lắm á bạn Quang Anh. Tại bạn không thấy chứ. Mình hồi kia mình nói lắp rất là nhiều đó. Bây giờ là mình đỡ nói lắp lắm rồi. Tập từ từ thôi bạn. Hồi kia nói lắp bạn nghe còn không nổi luôn á. Bạn hình dung không? Nhưng mà bạn lại đi thách thức mình rồi. Mình mất công phải nói qua nó lại. Bạn hãy thách thức chính bạn. Là bạn thách thức cái gì? Mình nói rồi mà. Thách thức chính con người của mình, đừng đi thách thức người khác. Bạn Lê Quang Anh hình dung chưa? Thách thức chính mình. Em đã chia sẻ rất là tuyệt vời. Thách thức chính cái con người của mình. Thách thức chính cái tư duy của mình.
thách thức chính cái suy nghĩ của mình, những cái lạc hậu của mình, mình thách thức đi. À, em đang bị stress, có thể cho em lời khuyên, thì bạn thách thức là bạn không bị stress nữa, vậy thôi. Cho lời khuyên gì đâu, thách thức không bị stress nữa, thách thức nhất quyết không bị stress nữa. Quan điểm của mình, khi thấy không đúng, không hợp lý, mình mới biết để thay đổi, đúng không thầy? Ok, nó không hiệu quả, đừng cứ, mình không quan điểm là đúng với sai đâu bạn, là Hồ Hoài Thương. Nó hiệu quả thì chúng ta làm tiếp, không hiệu quả thì chúng ta điều chỉnh. Còn đúng với sai, nó đâu có cái gì gọi là đúng và đâu có cái gì sai đâu. Nó hiệu quả, cái suy nghĩ đó nó hiệu quả đối với cuộc đời mình thì làm tiếp. Còn nếu nó không hiệu quả thì thay đổi đấy. Giữ làm gì, bảo thủ làm gì? À, bạn muốn xem live stream của mình thì bạn bấm vào cái nút follow trên Facebook của mình và chọn xem trước. Và hàng ngày bạn hay ra vào Facebook thì mình sẽ báo cho các bạn biết. Mỗi lần mình live stream thì Facebook nó sẽ báo cho các bạn biết. À, đó là hãy thách thức chính cái suy nghĩ của mình, chính cái quan điểm của mình. Đừng có thách thức người khác, mất công cãi lộn, mệt lắm. À, hiệu quả thì làm tiếp, không hiệu quả đúng rồi. Bạn nào mà mới lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment và nhớ làm quen với mình, kết bạn với mình, follow Facebook của mình nhé. À, ok, cái sư thơ chính. Chúng ta nên cái gì ạ? Nên đặt mình vào những cái trạng thái khác nhau, những cái thái cực khác nhau. Ví dụ, đặt mình vào những cái thái cực khác nhau, những cái trạng thái khác nhau. Ví dụ như là hồi giờ bạn chưa bao giờ bơi thì bây giờ đi bơi. Hồi giờ bạn chưa bao giờ xem phim thì đi xem phim. À, hồi giờ bạn chưa bao giờ hát karaoke thì hôm nay lên hát karaoke. À, chào bạn Trần Trường, rất là tuyệt vời. Tức là đặt mình vào những cái trạng thái khác. Hồi giờ chưa bao giờ khóc thì hãy khóc. Hồi giờ chưa bao giờ yêu thì hãy yêu. À, tức là đặt mình vào những cái trạng thái, những cái thái cực khác. À, ví dụ như là hồi giờ bạn chưa bao giờ xem kịch thì bây giờ hãy lên kế hoạch xem kịch. Tức là cho mình những cái trạng thái, những cái thái cực khác. À, hồi giờ bạn không có quậy thì bây giờ đặt mình phải quậy thôi, mình quyết định mình quậy thôi, quậy cho nó vui thôi. Hồi giờ chưa bao giờ live stream thì bây giờ hãy live stream. À, bạn hình dung chưa? À, hãy cho mình những cái trạng thái. Hồi giờ chưa bao giờ đi tàu lượn, bây giờ đi tàu lượn. Hãy cho phép mình có những cái trạng thái trải nghiệm khác để nó phá vỡ đi cái moment cũ ở cái con người mình đây. À, bạn nhận ra điều này chưa? À, và các bạn thấy cái điều này nó có tuyệt vời không ạ? Là chưa đi du lịch thì bây giờ đi du lịch đi. Bạn Thuận Phong, năm nay đi Singapore đi, chưa bao giờ đi thì đi. À, bạn Long Nguyễn rất là tuyệt vời. À, bạn Đỗ Văn Chính rất là tuyệt vời. Bạn Chính, à, hãy cho mình có những cái trạng thái và thái cực khác. À, để mình như thế nào ạ? Để con người mình nó được phép trải nghiệm. À, chào bạn Cúc Nguyễn, lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Ok, bạn hỏi chưa? Nên là chúng ta cho phép chúng ta có những cái trạng thái khác nhau trong một vấn đề để chúng ta thoát ra. À, để chúng ta là chúng ta có nằm đúng cái trạng thái đó, và chính cái trạng thái đó nó giới hạn cuộc đời của chúng ta lại. À, đơn giản là như thế nào à? Hãy cho phép chúng ta trải nghiệm cái điều đó trong cái cuộc đời của mình, và trước sau gì cũng trải nghiệm thì phải trải nghiệm sớm thôi. Nếu trước sau gì chúng ta cũng phải làm thì chúng ta hãy nên làm sớm, nó khôn ngoan hơn. Vì chúng ta còn thời gian, chúng ta còn sức khỏe, trí tuệ chúng ta nó tuyệt vời. Cái dở hơi nhất là chờ về già đi du lịch, cái đó là cái dở hơi nhất. Già sức khỏe yếu, ăn có thưởng thức được cái gì đâu, đi cũng được cái nhiều gì đâu. Ờ, bạn còn nhớ chưa? Nên là đó là cái mà chúng ta cần phải gì, phải cảm nghiệm được. À, chào bạn Lê Chí Trung. Ờ, chào bạn. À, nó là chúng ta cần phải thách thức. À, phải luyện, phải tạo ra những cái thách thức cho chính cái cuộc đời của mình. À, và cái chia sẻ cái số 9 này các bạn thấy có tuyệt vời không? Nếu mà tuyệt vời thì các bạn comment vào, các bạn thấy điều này nó tuyệt vời vô cùng. Em chào thầy, hôm anh về Hải Phòng mà em không gặp được anh, tiếc quá. Ok, sao lại không gặp được? Bạn Hồng Nguyễn Nhi, inbox là gặp được thôi. Tại sao lại không gặp được nhỉ? Bạn bận biểu cái gì nhỉ? Mình ở Hải Phòng rất là tuyệt vời.
thành phố Hải Phòng là thành phố rất là tuyệt vời, và con người Hải Phòng cũng là con người rất là tuyệt vời. Mình không biết là cái điều gì nó cản chân bạn Hồng Nguyễn nhỉ? Và cái số 10 là hãy tạo ra cho mình một cái bản quy tắc. Chắc là hồi giờ các bạn chưa có cái bản quy tắc, mà cố gắng thực hiện theo cái bản quy tắc đó. Một trong những cách mà chúng ta thực hiện theo cái bản quy tắc mới đó là nó làm cho chúng ta phá vỡ ra, nó phá vỡ ra những cái quy tắc cũ, hãy xét lại một cái quy tắc mới để nó thoát ra. Và nó như thế nào? Nó giúp cho chúng ta thoát ra cái quy tắc cũ. Ví dụ cái quy tắc cũ, các bạn có hàng loạt những cái quy tắc cũ, thì bây giờ các bạn xét lại cái quy tắc cũ đó thành một cái quy tắc mới. Ví dụ như hiện tại thu nhập bạn một tháng có 10 triệu thì bạn xét ra một cái quy tắc mới để thu nhập bạn một tháng là 50 triệu. Bạn ơi, nhung chưa? Và nếu hồi giờ bạn chơi với những người bạn của mình, cái mức thu nhập của nó khoảng 20-30 triệu, thì chúng ta bây giờ chúng ta phải xét ra những người bạn mức thu nhập của hàng tháng họ là vài trăm triệu. Chúng ta phải đi tìm những cái người bạn mới với những cái bản quy tắc mới để chúng ta kết hợp chúng ta chơi. Hồi giờ chúng ta làm việc một ngày 8 tiếng thì bây giờ chúng ta làm việc phải một ngày 12 tiếng. Hồi giờ chúng ta chưa bao giờ viết sách thì chúng ta set up cho một cái bản quy tắc để chúng ta viết sách. Bạn hình dung chưa? Làm đúng theo quy tắc khó quá tài. Đúng rồi. Bạn Hồng Nguyễn, ok. Có dịp thì mình cũng sẽ ra lại. Có dịp thì mình cũng sẽ ra Quảng Ninh đó. Quảng Ninh mình cũng chưa bao giờ mình tới. Trước sau gì mình cũng đến thôi. Hãy set cho mình một cái bản quy tắc mới. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cái bản quy tắc mới này nó khác cái bản quy tắc cũ, và nó nâng cấp hơn, nó cao hơn. Và bạn tuân thủ cái bản quy tắc đó một vài năm thì cái cuộc đời bạn nó sẽ thay đổi ngay. Nó sẽ thay đổi tức khắc ngay. Bạn nhận ra cái điều này chưa? Nó là hãy ngay buổi tối hôm nay, sau khi xem live stream này, là bạn set 3 cái quy tắc mới. 3 thôi, không cần nhiều. Ok chưa? Chỉ cần 3 thôi, không cần càng nhiều. Hy vọng thứ năm này gặp được tài vấn bạn Trần Hữu Hải. Thứ năm này mình đứng lớp gặp đôi mình. Bạn chỉ cần 3 cái quy tắc mới, và bắt đầu từ ngày mai bạn thực hiện 3 cái quy tắc đó là bạn đã tuyệt vời rồi. Không cần gì phải làm nó nhiều hết. Và kiên trì thay đổi cái quy tắc đó trong 1 năm đến 2 năm là tự nhiên cái cuộc đời chúng ta nó thay đổi rồi. Vậy thì là vừa rồi mình chia sẻ bạn, các bạn thấy chưa? Mình chia sẻ bạn tới gì tới 3 gì hồi nãy giờ là hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đúng không? Gần 1 tiếng rưỡi rồi. Về cái gì Về cái 10 cái cách. Dĩ nhiên nó còn nhiều cái cách khác nữa. Tuy nhiên trước tiên là nói là 10 cái cách này để giúp cho các bạn gì thay đổi đi, vượt ra khỏi cái suy nghĩ an toàn của mình đi. Và khi chúng ta vượt qua khỏi suy nghĩ an toàn thì cuộc đời chúng ta mới thay đổi theo. Và nếu không có gì thay đổi thì cái chủ đề sắp tới đó là 10 cách để bạn học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Thầy nói sơ về quy tắc đi thầy. Ok. Làm thế nào để xây dựng quy tắc mới? Ok chưa? Mọi người ở đây thật tuyệt vời, đúng rồi. Vậy thì bây giờ các bạn có buổi hôm sau mình sẽ chia sẻ bạn là 10 cách để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ người khác, từ những người thành công hơn mình. Các bạn ghi cái chủ đề của hôm sau đi. Và cái thời gian chia sẻ thì mình nghĩ là chắc có thể là buổi tối thứ sáu, nó hơi khuya một chút xíu. Mình tối thứ sáu mình có chương trình á, hoặc là tối ngày mai mình cũng có chương trình, mà mình bận đứng lớp, nhưng mà mình về khoảng gần 10 giờ mình mới chia sẻ được. Các bạn có muốn mình chia sẻ vào tối ngày mai không? Thì các bạn comment xuống. Bữa hôm sau là mình nói là 10 cách để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ những người giỏi hơn mình. Mấy cách các bạn ghi vô. Các bạn ghi vô 10 cách và chúng ta thống nhất vào tối ngày mai đi. Tối ngày mai mình sẽ chia sẻ bạn cái điều này 10 cách. Và cuối tuần là thứ ba tối thứ năm này mình có cái chương trình lớp kinh doanh và khởi nghiệp miễn phí.
Các bạn nào ở Sài Gòn thì chúng ta rảnh chúng ta đi học đi, lớp miễn phí. Cái lớp tới 80 người là đông lắm. Các bạn đăng ký, bạn nào đăng ký thì inbox cho mình rồi tối thứ năm đi học đi. Tối ngày mai mình cũng đứng lớp. Mong thầy chia sẻ về 6 cách kêu gọi vốn. Bữa mình chia sẻ 10 mấy cách kêu gọi vốn rồi, 6 cách gì bạn Hải ơi, lên YouTube search tìm cái đoạn video của mình xem. Bạn lên YouTube bằng search B-training. Bạn Trang Hữu Hải. Lên bữa mình chia sẻ tới 10 cách kêu gọi vốn mà. Rất muốn 10 cách của thầy. Ok chưa? Thì tối mai mình đứng lớp cho tới 9 giờ, 9 giờ rưỡi gì mình mới về, nó hơi trễ một chút xíu, chắc khoảng là 9 giờ 45 á. Mình mới về tới rồi mình chia sẻ bạn 10 cách để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Ok chưa? Những người thành công hơn mình. Và buổi tối hôm nay các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu các bạn thấy tuyệt vời thì các bạn chia sẻ, các bạn comment xuống và các bạn thấy ok, những cái điều này nó rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình bạn nào mà chưa có sách của mình thì các bạn nhớ mua sách của cô mình nhé, inbox cho mình, kết bạn với mình, làm quen với mình. Và sách sẽ được gửi đến mọi miền đất nước. Sách sẽ được gửi, đây là ba cái quyển sách của mình. Mình chuẩn bị ra quyển sách thứ tư về kinh doanh online. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn dành cái buổi tối rất là tuyệt vời này. Bạn nào chưa xem, chưa chia sẻ thì nhớ chia sẻ cái live stream này về nhà của các bạn để lưu lại nhé. Và tối mai mình sẽ chia sẻ bạn 10 cách để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn một buổi tối ngủ rất là ngon. Và các bạn một buổi tối có năng lượng quá tuyệt vời. Bye bye các bạn nhé.